tại thì mấy anh em mình đang có mặt tại ở mé mé sông nha cả nhà ơi. Ok, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em mình nha. Chào cả nhà. Hôm nay sẽ là một cái clip mà kiểu như thế nào mấy đứa? Phải gọi là so tài nha. Đó, so tài có giải thưởng nha. Vậy là như thế nào? Bó. Hả? Vậy sao? Coi đây nè, clip hôm nay là sẽ có sạc cười, có bò, có Hào, có lại có Nam, có Na. Này hiếu My nha. Nay hôm nay thì không có My nha cả nhà ơi. Thì mấy anh em mình kiểu như sẽ đổi một cái không khí mà nó làm cho nó kích tính hơn một tí xíu nha. Đó là hôm nay mình sẽ ăn 50 cái bánh xếp. Đó, bánh xếp có chuẩn bị sẵn ở đây luôn rồi nha cả nhà ơi. Đây. Bánh xếp tương ớt. Bánh xếp tương ớt, bánh xếp gì? Bánh xếp kẹp tương ớt. Bánh xếp chấm với tương ớt. Đó, à, cái bánh xếp này là mình đặt của một cái cô người quen nha cả nhà. Đó thì hôm nay là sẽ kiểu như năm đứa sẽ đấu với mình nha. Nhưng mà mấy đứa biết cái thể lệ hôm nay là như thế nào không? Biết mình. Biết. Sao? Anh Bin chưa phổ biến kỹ mà sao biết? Thôi anh Bin nói đi, anh Bin phổ biến đi. Hôm nay là sẽ kiểu như 50 bánh xếp thì mình sẽ 25 cái. Mấy đứa sẽ 25 cái, năm đứa sẽ đấu với một mình anh Bin. Nhưng mà mấy đứa có nghĩ là mấy đứa thắng được anh Bin không? Được. Ủa nhưng mà chưa mà. Nhưng mà không phải là năm đứa ăn cùng một lúc đâu nha. Đó là cái gì? Là ăn thay phiên. Ăn thay phiên nha. Ví dụ như Sake đang ăn một cái bánh xếp là nhai xong trong miệng đúng không? Lè lưỡi một cái thì mới được nhảy ra chỗ khác, thì Hào mới được nhảy vô là ăn thêm một cái nữa. Là em nhảy vô. Ví dụ như Hào muốn ăn mấy cái cũng được, Hào ăn 3 cái hoặc là 4 cái cũng được, nhưng mà phải nhai xong trong miệng, lè lưỡi ra ăn còn nửa cái, nhưng mà nhai xong lè lưỡi thì Sake mới được vô lại. Hiểu không? À anh Bin nói dễ hiểu không thì nó mất lịch sự quá. Anh Bin phải nói là anh Bin nói mấy đứa có dễ hiểu hay không? Thôi tớ anh. Ok. Đó, thì cái view ngày hôm nay á thì nó nhìn nó cũng hơi mát. Thôi nhưng mà bây giờ mình vô chuyên đề chính đi để bánh nó nguội hết. Bánh ở đây đụng vô. Ủa sao hết nóng rồi? Kìa. Rồi, bây giờ là bánh xếp cho nên mình phải xếp nha mọi người. Đó, xếp. Đó, xếp ra nha, mỗi bên 25 cái nha. Sáng giờ chưa ăn gì hết nên là hồi vô sẽ đẩy hết luôn. Ghê vậy. Em nhớ lúc con chiên em muốn nói gì không? Đẩy được nữa em để chán. Chán được rồi. Đi gán cho em pin 30 cái được. Ơi gì em? Hôm nay là kiểu như video mình sẽ tạo ra một cái giải thưởng. Cái giải thưởng mà nhỏ nhỏ nha cả nhà. Để cho mấy em của mình nó vui vui thôi, chứ không phải là một cái giải gì mà nó khủng hoảng hay là nó lớn ngay cả nhà. Mình tạo ra game show nhỏ nhỏ, tại vì ổng gầy tụi nó cứ khịa mình hoài à. Nhưng mà bây giờ kiểu như lớn rồi, tuổi già sức yếu rồi nên thôi chơi. Năm là nhiêu cái rồi mấy đứa? 25 cái. Vậy sắp luôn cái bên đây nha, sắp đều quá. Đều xem Minh chơi lại. Sao không lại? Thôi chấp anh Minh đi cho nó công bằng. Thôi đừng có chấp anh Minh, chấp anh Minh, Minh khoái. Anh Minh 1.5 là mình chấp anh Minh 5 cái. Ghê hả? Rồi ok, mấy đứa muốn chấp thì ok anh Bin. Hay là anh Bin muốn chấp cũng được, anh Bin 30 cái. Ok, mấy đứa chấp thì anh Bin thì chịu thôi chứ sao giờ. Đó. Thì kiểu như cái này sẽ không có lấy ghế hay là cái gì ngồi hết nha cả nhà ơi. Thì mình sẽ đứng chơi luôn, mình sẽ đứng ăn luôn, đặng thay phiên ra cho nó dễ. Còn ngồi ghế nó sẽ mất thời gian lắm, mình cũng sẽ đứng luôn nha. Đó, thì bây giờ sắp ra xong xuôi hết luôn rồi nha. Thì bây giờ mấy đứa vô vị trí nha. Rồi, đứa nào sẽ cầm máy quay trước đây? Em. Ok. Quyền sẵn rồi, hai mâm rồi nha cả nhà ơi. Đây thì kiểu như đếm 1, 2, 3 là beng nha. Anh em đi quên đến bên lấy lúa ra cái. Em đi đúng đi. Đây mình bỏ. Cái này kiểu như mình làm cái giải thưởng này là chỉ để vui thôi nha cả nhà ơi. Anh em nghe mùi vui anh em. Mùi gì? Mì. Đó, để đây nha, không bỏ gỗ để luôn. Vô gỗ đi. Chẳng lại. Okay. Hôm nay bên đây là 20 cái đúng không? Bên đây là 25 cái. Đó, thì giờ kiểu như bóp. 2 3 beng lụm. Không ăn lẹ nha. Ăn vậy là chịu á. Quên. Tóc hành lên, tóc hành lên. Anh Bin ăn nhanh lắm, tóc hành lên. Chết rồi, chết rồi. Ừ, cái gì mà ăn 2 cái cũng khó rồi. Vô trò chơi. Này như đồng gặp cao thủ. Cái này cao thủ nè. Cao thủ. Nên đông. Lè lưỡi rồi mới lưỡi ra nha. Ăn cứ nuốt từ từ thôi. Mới nó giờ 2 cái hả anh? Chưa vậy. Chọc cười anh đi. Chọc lét.
Nước không? Múc sẵn nước đi. Kiếm nước rồi, chết rồi, chết không ổn rồi. Khô quá, hạn hán tới rồi. Hạn hán rồi. Rồi, mày xong rồi. Thôi lấy rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Em anh. Cỡ anh dính luôn ghê quá. Anh để danh. Nước hà bó mà hả mà bó. Nhưng mà ngon ha, ngon. Ngon, nhưng mà anh ăn nhanh quá. Này nuốt luôn, Thôi. Thôi. Gà này chắc không ổn rồi. Nhá lên chút na nhả miệng lè lưỡi rồi nhớ quay lại nha. Nãy em không quay ra lè lưỡi. Cảm ơn em. Nhìn thấy mình tỉnh quá. Tĩnh lặng á. Bờ đây tĩnh lặng. Trời ơi, anh vậy chắc quên đi đâu quá. Đúng rồi. Anh này. Nè, tiếng xe cơ vô kìa mới giữ. Bào vô. Bào ấy. Em tên đây có em tên là kêu tốc độ. Ăn 10 km trên 1 giờ. Nó cực kỳ ngon luôn á. Mua chỗ quen. Trời ơi, ăn còn khoe nó kìa, ăn thử ăn còn khoe nó kìa. Cơ hội em. Cơ hội. Sẽ ra. Anh bin gần hết luôn. Trời ơi, nãy giờ nó ăn được 2 cái rồi. Chạy đi. Mưa dầm thấm lâu. Ăn nhiều thì no thôi. Hay á. Thôi vô chị khách. Thôi, ngoài gáy quá nè. Chọn đi trước không? Nhảy đi. Đang đi con dây nữa. Hại mày đó, lấy lưỡi ra vừa. Rồi, Na đi ra luôn đi. Để nó. Nè. Okay. Nè. Okay. Rồi. Một thơm hết luôn. Một cảm hết luôn. Bo cầm bo. Cầm đi bo. Ồ nè chứ. Cậu mà. Ngon, ngon. Em có nhầm rồi mà nhá nha. Em đi ăn dưỡng sinh. Dưỡng sinh. Anh em đi ăn dưỡng sinh. Cái gì vậy? Đồ mạnh. Cay cay rồi ăn mấy tốc độ rồi. Còn kê nhất luôn. Kê tốc độ mà. Làm mấy cái nào? Chạy thôi. Dữ rồi. Đúng rồi. Rồi. Uống nước dễ nuốt. Cố lên. Đừng cay như nôi nước. Đừng uống nước. Đừng uống nước nào. Lê đuổi. Lê. Ok. Bỏ em này bất chung với nhịn. Vô. Mau nè. Đây thôi. Nay cao thủ gặp tiếng Anh hả? Em này em mới game cái gì? Tại sao? Trời ơi. Bao cầm mẹ. Trời ơi. Rồi. Đúng rồi ơi, hay quá. Còn có đội thủ trang pin đây. Ăn một cái hết luôn à. Lấy nước đi. Đứng xin nó bò. Ăn 2 cái luôn rồi. Một cái. Nẻ khôn. Ta đổ luôn hùng nữa à. Trời, anh Vinh ăn nhanh quá giờ. Ăn nhanh rồi. Ăn nhanh thiệt luôn á. Còn 2 cái. Ở 7 cái, 6 cái rồi. Không, 8, 10, 12. Nãy giờ ăn 8 cái luôn. Đâu luôn đi không? Anh Vinh nãy giờ ăn 8 cái. Còn mình một nồi luôn. 4 cái à. Cái mày. Mày cấp. Bây giờ mấy hồi nếu như thế quả nó trong miệng của mình nữa đó nha. Quả chi măng. Tập trung đi boy. Mẹ
mày mẹ lên bói, mày mẹ lên. Cào đói lắm rồi. Một cái hết luôn nè. Vô bò. Hay luôn á. Nam nãy nóng rồi kìa. Nam cháy bù ghi rồi kìa. Kìa nó kêu thôi cái này là thôi được rồi. Trời ơi, hai cái mâm. Cảm giác sao bây giờ? Thế là nó nở hay gì không? À, để bị nở thì mình... Để sức mạnh cho lợp phải không? Cái này á, mình ăn một hai cái rất là ngon nha. Nhưng mà bắt đầu mình ăn cái thứ 8 mới là thấy nó ngán. Rồi để bên cảm nhận. Rồi rửa rồi, được chưa anh nha? Chưa, đang nuốt rồi. Để như vậy khác vậy. Nước này. Tuy anh Bin có kỹ năng nhưng mà tụi mình có sức mạnh thiệt đó nha cả nhà. Không liên quan. Rồi, ok. Rồi, nước nào? Nam. Ủa? Không nước rồi. Để bóp lại cho ăn cho dễ rồi. Rồi, ghê vậy. Rồi, nóng người rồi, nóng lên nè. Căng thẳng mặt lắm. Đồ hao đà lại nhanh. Hoặc nhanh quá. Cái vị nó khó nuốt nhất. Cái nhân nuốt dè kìa. Giọt á. Nuốt đau cổ. Cố lên. Đù mà. Nhanh hơn rồi. Trời ơi. Nhảy chỗ nổi không? Nhảy nổi không? Cố lên. Để hao anh đấy. No nha, đến rồi thấy hơi no rồi đó. No rồi thì tùy trò cho em chị Can Bin. Đợi đấy. Áo cao quá. Nước vô. Vô nước. Rồi, vô. Vô. Cắt, một miếng bự. Ăn đi, tập trung vô, đừng có cười, tập trung vô. Nãy giòn lắm á, mày chơi vòng á hả, nó bị nguội hả nào. Đúng rồi, giòn. Còn giòn, không. Nghĩa là anh em ở bên còn 12, 11 cái á. Còn chắc mấy giờ, chắc 25 cái. Chắc hai đứa ăn cùng lúc luôn á. Kìa. Vô, chắc hai đứa ăn cùng lúc luôn á. Đâu vô. Sức mạnh tuyệt đối. Vô bộ té cái nằm ngủ giấc. Đợi nó ăn. Ăn nữa mà. Nữa không? Tiếp đi. Tiếp đi. Nào kìa. Nước rồi, ăn nước quá. Nè. Nè. Con cục đá nữa. Hai cái không có đơn giản luôn nữa. Chú bị coi cầm lên ai vô kìa. Lè lưỡi rồi đi ra. Lè lưỡi. Một, hai, ba. Hả? Cầm. Cầm cho. Mình sẽ qua xuống mặt 2, 4, 6, 8, 10. Mà này hết nước rồi em chứ. Bên còn 10 cái rồi. Được rồi. Lên lưới. Anh Bên bắt đầu bỏ miệng rồi.
cá anh em, mình còn tới 15 cá rồi. Đi lưỡi đi lưỡi đi. Còn câu giờ nữa chứ. Vô. Ủa chứ quay lại lưỡi mà. Ngô. Chết lại luôn rồi. Ê, sao quay cận anh biển luôn vậy? Quay đây nước nước ăn mới đã, ăn ngày khô quá. Ừ. Nga rồi chứ vậy. Thử hết mà. Ừ. Ủa ăn một ký lên khô. Hết nước luôn rồi. Nga cái cơ cũng dữ bộ. Ừ. Ừ. Cái món này á, cứ vào cái này nó dễ, nhưng mà nó không có dễ luôn nha các bạn. Ngon ngon. Ôi, sao vậy? Nè, qua chấm tương nữa mấy em, sao coi chấm mình nhỉ, thịt vô chấm tương rồi bấm vô. Tương nhiều dữ. Ba hành lấy. Cái này là chén tương thịt nha anh em. Nha cả nhà. Ơ, 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 hút. Còn ăn cái nữa ra đi, chuẩn bị đẩy nè. Chị Hà, mấy năm vô nha anh em. Ừ. Mình đang run đây, tay run đây. Cái vị là khó ăn nhất luôn á. Ừ. Giòn quá. Bây giờ mình phải ăn cái gì chứ? Trời ơi, sao mày có cút vô vậy em? Thôi, tôi múc ra. Gì vậy? Ăn mày hay thế. Tôi chưa sống được hết ngày suốt rồi, còn đâu sửa. Lắm á. Mày hay. Dơ giấy. Lẹ tốc độ ấy cha, ngồi cười. Ngồi cười thua rồi, anh Bình ăn gần hết rồi. Em Bình ăn chậm rồi gọi Bình nó rồi, ăn lẹ đi. Nhìn mặt tao thì kìa. Thôi rồi, ra nó chậm. Anh Bình. Lấy cái đó ra được không? Ừ. Hai mét. Ừ. Anh Bình nói nha mọi người. Bình nói rồi. Ngồi cái nó cục rồi. Rồi cái ca tàn thịt không. Ngại luôn đi, ngại luôn. Lại đi em. Lại đi nào. Lại nữa là được ra ngoài. Còn nè, lại đi nè. Chỗ Hào, chỗ Hào. Nè, lại đi nè. Hào vô nha. Để bao ăn cái rồi. Mà mấy phiền rồi. Ừ, để đi bao bao vậy. Cái gì. Nó đang quặn, nó đang quặn. Để đi em, mình còn có 2, 4, 6, 8, 9 cái à, lẻ lắm. Cái này nó mặc dưới kìa. Ok, bò vô nha mấy cả nhà. Bạn có viên cho mấy lẻ luôn. Con hổng quá. Rồi, cái gì vậy? Ừ. Sao có pin rồi? Đi nhanh đó. Anh pin nói. Nổi ngao nổi không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó. Anh biến ăn nổi nữa đây. Nướn thôi. Nó chóng thôi đúng. Ấy giải thưởng 10 triệu quá, nuốt cái ọc cái vô hết trong bụng luôn. Để anh biết thắng là tiền của anh mình. Còn quá cả nhà. Anh còn có 5 cái nữa à. Còn bên đây 5 cái, 6 2, 4, 6 cái. 6 cái rưỡi. 6 cái rưỡi, cố lên. Để em. Đúng không? Rồi vô vô vô. Bảo đi nhập nè nó cá đó. Ok. Rồi cái gói đi nước khác luôn. Cái ăn cái này mà không uống nước là không chịu nổi cái gì hết. Ăn mất có khoảng chừng mấy cái mà muốn tới ngưỡng mà. Nó khô quá. Giờ hai người ăn đẩy nhanh tốc độ lên nè. Một cái một nửa cái chia hai ăn rất là nhanh nha. Cái mẹo. Ồ, bên đây còn có 5 cái nữa thôi. Ôi dẹp chén tương rồi. Bo bo bo. Dẹp dẹp dẹp. Dẹp 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 chén tương luôn. Hết cơm rồi. Dẹp luôn. Ai cắn nha, sao lắm. Cắn nha. Mà tại vì là cái bánh xếp mình ăn số lượng nhiều quá nó sẽ khó lắm, nó khác là mình ăn khoảng chừng mấy cái nha. Nó khô lắm. Ừ, nó khô á. Ăn tới 10 cái nhai giống như xi măng nó bọn vậy á. Xi măng. Vô coi. Trời ơi, 4 cái nè. Cái. Thôi chơi chơi nó không ăn nổi đâu. Đưa nè. Đây nè cầm cho. Ừ, Hào gầm cho Na đi. Vô vô. Để Hào xuống xíu nữa hàng khách hàng cá nữa đó. Ừ, Hào cứ vô luôn. Em đi, em đi. Cô lên. Ê, bật giường nó đấu không được. Ây. Ê, Na ăn cái ấy rồi, ai ăn cái miệng cho Na nha. Ừ. Sao? Vậy thử này mình sẽ đi bơi nha cả nhà. Ừ đúng rồi. Giờ mình tính trước luôn. Ừ. Thôi giờ đi bơi. Nóng quá. Em thấy em đi đứng kế giùm em. Em đứng không làm gì em? Uống nước đi em. Này mà có cho đi lại con nha. Cái làm khô ấy nha. Mình còn có cái à? Mình có nhuộm hả? Có cái. Sung quá, sung quá. Cảm giác có bị thế nào khi ăn xong 16 cái? Nó quặn trong miệng luôn cái vậy. Nghe đi. Ủa, vô anh. Từ từ để nè, ăn không cái đã. Nè, ăn cái viền luôn. Cảm giác ngon. Bây giờ anh Binh nhai nhưng mà anh Binh không nuốt được luôn á. Nhìn Binh nhai đi. Chị Binh đừng nuốt. Ồ, nay có vẻ đóng dữ nha các bạn. Đóng nãy giờ chục cái rồi. Nha, cũng bị rửa rồi. Rồi. Đây, phần này giao cho Nam. Rồi. Tỉnh thôi, anh Binh còn 4 cái luôn mà. Giờ mà ra từ từ đi, Binh còn 4 cái rồi. Ăn dưỡng sinh. Đây, sự được. Khác biệt rõ rệt. Nãy là anh Vin dẫn trước quá trời luôn, giờ là Dạ. Hồi nãy chắc anh Vin 15 cái là Vin ăn hết rồi. Ừ. Nói gì kìa. Để luôn nhé. Để luôn đi nào ơi. Hết rồi. Không đi thôi đi. Thua. Đồng hàng. Em Vin đâu hai mọi người ạ. Mình yeah. Mình hết nổi rồi. Tại Hào nó đánh tâm lý á mọi người. Sao ơi, tôi nói cái đổ nổi mà còn bo đồ tùm lum hết nè.
chân năm à? Còn mình cũng hết nổi rồi. Ồ. Rồi, Vin ơi. Giờ mình hãng kia. Tự nhiên. Cảm nhận của anh Vin. No. No. Bên no mà đã ngé. Vậy bên đây 5 người ăn hay phiên nên là chứ kỳ ấy có 16 cái mà anh Vin ăn. Không, nếu mà nãy mà anh Vin không chắc là không hắn được. Anh Vin không chắc là hai người hắn. Cái gì mới gọi là anh Vin? Còn con đó bây giờ nhai nhưng mà nó không có nuốt được, nó lạ lắm, nó khó diễn tả. Rồi 3 tháng sau mang lại bánh ship nữa nha. Đó thì đứa nào đại diện ảnh hưởng đi nha, chứ phát lần năm đứa không biết phát sao anh em. Em với Nam thấy cho Nam đại diện. Ủa kìa đó, đại diện đi em. Nói chứ thì cái này cũng cái thử thách này cũng vui thôi cả nhà ơi. Buồn là mất qua sự. Nó giỡn á chứ anh Bin nói thiệt. Thì đây, đây. Cái mình làm ra cái kiểu như cái này để cho một cái clip nó có một cái màu sắc mới thôi cả nhà. Chứ còn ngoài ra thì mấy anh em ăn chung với nhau thì nó cũng bình thường thôi chứ không có gì hết đó. Đó. Thì đây, đứa nào lãnh hưởng. Ủa không, nó nào lấy tiền luôn hả anh Bin, bỏ túi ra nha. Em. Bye. Rồi, cảm ơn Bin. Chứ giờ anh Bin tự lấy tiền, anh Bin tự ăn tiền, anh Bin đâu vui. Nhưng mà mấy đứa bữa nay mấy đứa hàng nó xếp này hay sao? Ngon anh Bin. Ngon. Ngon. Hai vô thôi. Thôi hai giờ đi bơi nha. Phải nói là ăn cái món này nó no cái gì. Kiểu như cái bột nó vô, có nước nó sẽ nở ra. Đó. Thì món bánh xếp này mình mua cứ mua hình như có 50 cái, hình như là ít rồi, không có nhiều 8.000 cái cả nhà. Đó, nếu cả nhà thấy video của mấy anh em mình hay thì cho cả nhà xin cho mình xin một like, một subscribe nha, để mình có động lực ra thêm nhiều video mới và chất lượng hơn nha. Thì cả nhà cứ có gì thắc mắc cứ để lại một phần comment thì mình sẽ vô và trả lời, sẽ chỉnh sửa cái video của mình lại mỗi ngày nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem tới cuối video của mấy anh em mình. Thì hẹn cả nhà vào clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye.